Thời sinh viên, ai cũng từng phải học qua môn quốc phòng. 30 ngày đêm cùng học quân sự với nhau có lẽ là những khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời mỗi bạn sinh viên. Tuy rèn luyện theo nếp sống người quân nhân nhưng các bạn trẻ được hòa mình với nhau, sống lừa đừ lại và bỏ lại những náo nhiệt của thủ đô vùng hàng hay những giờ miệt mài chạy điếc ly ne. Nhưng ngoài những kỷ niệm vui thì sinh viên cũng không ít lần khóc ra nước mắt với những nguyên tắc nghiêm ngặt trong quân đội. Một trong số đó phải kể đến cảnh bị kiểm tra đột nhiên suốt giữa đêm. Sinh viên đang ngủ thì đột nhiên nhiên nghe tiếng chuông báo, thế là cả lũ lại phải thức dậy tập hợp dưới sân trường. Vậy nên mới có cảnh dở khóc dở mỉm cười khi sinh viên chạy dội quá, không kịp mặc quần nên phải quấn tạm chăn và khăn tắm như trường hợp dưới đây. 2 năm sinh không kịp mặc quần nên phải quấn tạm chăn và khăn tắm. Ngay lập tức cả hai trở thành tâm điểm sự xem xét của mọi người. Ảnh kho tàu TV. Chung báo điểm nếu không xuống nhanh sẽ bị phạt nên có lẽ do dội quá, 2 năm sinh mới tấn công liều quấn tạm đồ rồi cứ thế phi thẳng xuống. Cặp đôi gấp rút trở thành tâm điểm xem xét của mọi người. Dù sao cũng là bài học thời quân sự cho cả hai, lần sau nhớ mặc sẵn trang phục để có bộ dạng lúc tập hợp nhìn tươm tất hơn nhé. Ngay sau bài đăng có rất nhiều bình luận và chia sẻ kỷ niệm thời đi học quân sự của số đông mạng. Học trường công an với quân đội sẽ có ngay tài năng thay đầu ngành trong một nốt nhạc, bạn tờ. Về chia sẻ. Khuyên các nữ khi học quân sự trước khi ngủ nên trang điểm đi, biết đâu dậy bất thần thì ít ra nhìn mình cũng tươi tắn, bạn Nga. Tờ bình luận. Đợt tập huấn cứu giúp quả xuống tập trung nhìn chúng nó còn mặc nguyên bộ án ngủ hình thú, quấn chăn các kiểu xuống nhìn không khác gì một cái chợ, bạn Nga. Nơ bình luận. Những hôm bị kiểm tra đột nhiên suốt bị sợ hãi thật nhưng đêm cuối ai cũng nhớ, gom tất cả trang phục chăn gối vào gia ly để gần cửa. Mình thì mặc sẵn quân phục nằm chờ chung báo lần cuối, bạn nờ. Tờ chia sẻ.